chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một kỹ năng không thể thiếu trong cuộc sống, nghệ thuật giao tiếp. Giao tiếp là một kỹ năng thiết yếu đóng vai trò then chốt trong thành công cá nhân và nghề nghiệp. Đó là quá trình trao đổi thông tin, ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc qua các kênh bằng lời nói và phi ngôn ngữ. Giao tiếp hiệu quả giúp xây dựng mối quan hệ vững chắc, giải quyết xung đột, truyền tải thông điệp và tạo sự hiểu biết giữa cá nhân. Để thành thạo nghệ thuật giao tiếp, trước hết là cần hiểu rõ sự quan trọng của việc lắng nghe tích cực. Lắng nghe tích cực bao gồm chú ý tuyệt đối đến người nói, thể hiện sự đồng cảm và phản hồi thích hợp. Bằng cách lắng nghe tích cực, ta có thể hiểu được quan điểm của người khác, thể hiện sự tôn trọng và xây dựng niềm tin. Quan trọng hơn hết là lắng nghe một cách cởi mở, đặt câu hỏi rõ ràng và phản hồi để đảm bảo giao tiếp hiệu quả. Ngoài kỹ năng lắng nghe tích cực, kỹ năng nói hiệu quả cũng là yếu tố quan trọng để nắm vững nghệ thuật giao tiếp. Nói rõ ràng, tự tin và chính xác giúp truyền tải thông điệp một cách chính xác và thu hút sự chú ý. Việc sử dụng ngôn từ, giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể phù hợp làm tăng hiệu quả của thông điệp. Bằng cách nói chuyện một cách tự tin và dứt khoát, người ta có thể thu hút sự chú ý, tác động lên người khác và xây dựng uy tín. Hơn nữa, kỹ năng viết cũng rất quan trọng để giao tiếp hiệu quả. Dù đó là qua email, báo cáo hay thuyết trình, văn bản đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin và ý tưởng. Nắm vững nghệ thuật viết bao gồm sắp xếp suy nghĩ, sử dụng ngữ pháp và dấu câu phù hợp cũng như điều chỉnh thông điệp phù hợp với đối tượng. Viết các thông điệp rõ ràng, ngắn gọn và xúc tích giúp giao tiếp và thu hút người đọc một cách hiệu quả. Giao tiếp phi ngôn ngữ, chẳng hạn như ngôn ngữ cơ thể, nét mặt và cử chỉ, cũng đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp hiệu quả. Các tín hiệu phi ngôn ngữ có thể truyền tải cảm xúc, ý định và thái độ, từ đó nâng cao hoặc cản trở thông điệp. Nắm vững nghệ thuật giao tiếp phi ngôn ngữ bao gồm nhận biết ngôn ngữ cơ thể của đối phương, duy trì giao tiếp bằng mắt và sử dụng cử chỉ để hỗ trợ thông điệp. Điều chỉnh các tín hiệu bằng lời nói và phi ngôn ngữ giúp xây dựng mối quan hệ và giao tiếp hiệu quả với người khác. Ngoài kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ, trí tuệ cảm xúc cũng rất quan trọng để làm chủ nghệ thuật giao tiếp. Trí tuệ cảm xúc liên quan đến việc hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân cũng như đồng cảm với người khác. Bằng cách tự nhận thức, kiểm soát cảm xúc và thể hiện sự đồng cảm, một người có thể xây dựng các mối quan hệ bền chặt, giải quyết xung đột và giao tiếp hiệu quả. Trí tuệ cảm xúc cũng giúp hiểu được quan điểm của người khác, xây dựng niềm tin và thúc đẩy sự hợp tác. Trí tuệ văn hóa là một khía cạnh quan trọng khác của việc làm chủ nghệ thuật giao tiếp. Trong một thế giới đa dạng và toàn cầu hóa như ngày nay, việc nhận thức và tôn trọng những khác biệt văn hóa trong phong cách, chuẩn mực và giá trị giao tiếp là rất cần thiết. Bằng cách phát triển trí thông minh văn hóa, người ta có thể giao tiếp hiệu quả với các cá nhân có nguồn gốc khác nhau, xây dựng mối quan hệ đa văn hóa và tránh hiểu lầm. Trí tuệ văn hóa cũng liên quan đến việc điều chỉnh phong cách giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng và mở lòng với sự đa dạng. Ngoài ra, việc nắm vững nghệ thuật giao tiếp cũng đòi hỏi phải là một người kể chuyện tốt. Kể chuyện là một công cụ giao tiếp mạnh mẽ có thể thu hút, truyền cảm hứng và tác động đến người nghe. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật kể chuyện, chẳng hạn như tạo ra một câu chuyện hấp dẫn, sử dụng hình ảnh sống động và khơi gợi cảm xúc, người ta có thể thu hút sự chú ý của khán giả và truyền tải thông điệp một cách hiệu quả. Kể chuyện giúp biến những ý tưởng phức tạp trở nên dễ hiểu, đáng nhớ và có tác động lớn hơn. Một khía cạnh thiết yếu khác của việc nắm vững nghệ thuật giao tiếp là sự quyết đoán. Sự quyết đoán liên quan đến việc bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và ý kiến một cách tự tin và tôn trọng. Bằng cách quyết đoán, một người có thể giao tiếp hiệu quả, đặt ra ranh giới và đứng lên bảo vệ chính mình. Giao tiếp quyết đoán bao gồm việc lên tiếng, bày tỏ nhu cầu và giải quyết xung đột một cách mang tính xây dựng. Trở nên quyết đoán cũng giúp xây dựng sự tự tin, đạt được sự tôn trọng và thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh. Thực hành lắng nghe tích cực, nói, viết hiệu quả, giao tiếp phi ngôn ngữ, trí tuệ cảm xúc, trí tuệ văn hóa, kể chuyện và tính quyết đoán có thể giúp nắm vững nghệ thuật giao tiếp. Bằng cách rèn luyện những kỹ năng này, một người có thể trở thành bậc thầy giao tiếp, có khả năng truyền tải thông điệp hiệu quả,
xây dựng mối quan hệ và đạt được thành công trong nhiều khía cạnh cuộc sống. Giao tiếp hiệu quả là một kỹ năng quý giá có thể mở ra cánh cửa, thúc đẩy kết nối và dẫn đến sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Bằng cách liên tục cải thiện và hoàn thiện các kỹ năng truyền thông, chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng giao tiếp mạnh mẽ và đa dạng. Tóm lại, việc trở thành một bậc thầy giao tiếp không phải là điều dễ dàng, nhưng cũng không phải là điều không thể. Bằng sự kiên trì, nỗ lực và thực hành, bạn hoàn toàn có thể trở thành người giao tiếp xuất sắc, có khả năng ảnh hưởng và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Hãy bắt đầu từ bây giờ và thay đổi cuộc sống của bạn bằng nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn.